thực hư thông tin FIFA cấm ông Mai Đức Chung đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng ở World Cup 2023. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cho biết thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung không được đăng ký huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup 2023 là không chính xác. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Các thông tin khác không chính xác, tin từ VFF cho biết. Trước đó, đã có thông tin cho biết huấn luyện viên Mai Đức Chung không được trực tiếp chỉ đạo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup 2023, New Zealand, theo quyết định của FIFA. Nguyên nhân bởi ông Mai Đức Chung chưa có bằng FIFA Pro. Theo quy định của FIFA, các huấn luyện viên có bằng FIFA Pro mới được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam mới đây đã có trận giao hữu với Tây Ban Nha và thua với tỷ số 0-9. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ đã nỗ lực nhưng chênh lệch về trình độ giữa hai đội đã dẫn tới kết quả trên. Trong thời gian tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ chiến thuật, thích nghi với điều kiện thời tiết ở New Zealand để chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2023. Tại vòng bảng World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22 tháng 7, 27, 7 và 1/8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.